hiện trí thức hiến vào trí huệ của tất cả chư Phật đã vào, đó là 10. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 bậc thiện tri thức, những gì là 10? Đó là một thiện tri thức khiến trụ Bồ Đề Tâm, hai thiện tri thức khiến sinh căn lành, ba thiện tri thức khiến thực hành các ba la mật, bốn thiện tri thức khiến hiểu nói tất cả các pháp, năm thiện tri thức khiến thành thục tất cả chúng sinh, sáu thiện tri thức khiến đắc được quyết định biện tài, bảy thiện tri thức khiến chẳng chấp trước tất cả thế gian, tám thiện tri thức khiến nơi tất cả kiếp tu hành không nhàm mỏi, chín thiện tri thức khiến an trụ hạnh phổ hiền, 10 thiện tri thức khiến vào trí huệ của tất cả chư Phật đã vào, đó là 10 bậc thiện tri thức. Phật tử Đại Bồ Tát có 10 thứ siêng tinh tấn, những gì là 10? Đó là siêng tinh tấn giáo hóa tất cả chúng sinh, siêng tinh tấn vào sâu tất cả pháp, siêng tinh tấn khiêm tịnh tất cả thế giới, siêng tinh tấn tu hành chỗ học của tất cả Bồ Tát, siêng tinh tấn diệt trừ tất cả chúng sinh ác, siêng tinh tấn dừng lại tất cả khổ ba đường ác,